Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một cục tẩy khủng long bạo chúa đến từ thương hiệu của Crown Amcron, dòng Microtest 1000. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà ở phân khúc cao cấp anh em ạ. Con này thì được trang bị ta một cấu hình phải nói là vô cùng là khủng khiếp anh em, và nội thất ở bên trong của nó phải nói là cực kỳ hầm hố. Con này thì nó vừa mạnh về phần công suất, vừa mạnh về phần cấu hình sò tăng phô và tổ động nguồn nha anh em. Dòng này trong những dòng khủng của Mỹ được rất là nhiều anh em ưa chuộng để chơi chuyên nghiệp, hội trường, sân khấu, nhà hàng tiệc cưới, và anh em chơi với những dàn âm thanh cao cấp thì con này đánh tiếng nghe và nó là cực kỳ tốt, karaoke và nó là hết sảy đó anh em ạ. Và anh em ghép loa súp, con này đánh tiếng cho ra và nó là rất là tốt nha anh em. Con này hàng Nhật vừa mới về, hình thức cũng là rất là tốt, khoảng 90% nha anh em. Đây là thiết kế mặt trước trong sản phẩm này. Đây mà anh em cùng xem qua và thông số cấu hình ở mặt sau dòng sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tem với dòng sản phẩm này trước. Crown được sản xuất Made in USA, số series. Con này sẽ có điện 100V và đặc biệt là công suất đến tận 2400W nha anh em. Đây là một mức công suất mà rất là ổn để mà anh em thể mà chơi tốt đối với hai cặp loa 3 tấc. Anh em chơi 2 cặp 4 tấc rất ok nha anh em. 2400W thì anh em rất là dư dả để mà phối ghép nha mà. Còn bên đây sản phẩm này sẽ trang bị ra hệ thống là 4 cặp loa. Anh em mở xỏ dây và có lỗ, hoặc anh em cắm từ bắp chuối. Còn bên đây là cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào. Anh em có thể chơi qua jack 6 ly và anh em chơi qua jack Canon đều được. Còn đây là volume cho 2 channel nha anh em. Nói chung con này là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là cực kỳ cao cấp và được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Nên về thông số cấu hình và thiết kế con này là đều không cần phải bàn cãi nữa mà. Còn về nội thất ở bên trong của Crown Amcron Microtech 1000 thì sẽ trang bị chúng ta hai tăng phô rất là lớn nha anh em. Con này thì nó sẽ điều chỉnh cho từng nguồn riêng biệt và đánh giá rất là cao. Cài tổng cộng là 2 tụ lọc nguồn rất là to. Và đặc biệt thì con này sẽ trang bị chúng ta là 24 con sò sắt của Mexico anh em. Dòng sò sắt Mexico thì mình đã thấy rất là nhiều những dòng sản phẩm mà cao cấp trang bị rồi, nhưng mà ví dụ như là những dòng mà của Amcron 2000 và 2000 TX, những dòng đó mình thấy cũng xài sò của Mexico đánh tiếng nó là rất là lực, sáng, nghe chi tiết, bùng nổ, karaoke rất là tốt anh em ạ. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà ở phân khúc giá cực cao cấp thôi anh em ạ, nhưng mà tiếng nó rất là hay, phối ghép rất là tốt, kế đẹp, trưng bày cũng rất là ổn anh em, và giá thì nhận trả lại cho anh em cũng rất là tốt anh em ạ, chỉ với 9 triệu đồng. Anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ Nhật sẽ test luôn về chất âm của dòng sản phẩm này. Mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của dòng sản phẩm này. Đây, loa mình đang chơi với cặp loa khủng 4 tấc nha anh em. Chơi cặp loa của Aurex có 3 đường tiếng. Chơi những dòng công suất khủng thì phải chơi với loa khủng chơi mới sướng rồi anh em à. Đây mời anh em. Mặt em sáng chiếu long lanh, đêm nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đêm trao nhau.
nhân, yêu trong muôn màng đừng khóc ly tán. Đêm mai anh đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Đêm mai anh đưa em về, mắt em lệ ướt lòng lành. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Và thích âm của Crown Amplon Microtech 1000, khi mình vừa bởi ghép chung với cặp loa 4 tấc thì mình nghe tiếng nó và nó rất uy lực anh em ạ. Nghe và nó rất là đã tai, sướng vào tai anh em. Đây là một trong những dòng mà vừa có thiết kế đẹp bắt mắt, cấu hình khủng và rất là phù hợp với anh em chơi những cặp loa cao cấp hoặc có nhu cầu chuyên nghiệp. Rồi em thấy sao về tổng quan cục đẩy Microtech 1000 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.